Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisemon. Hôm qua thì mình đã khá là may mắn luôn khi mà mình đã cho được Inteleon và em Charizard của mình ăn bát súp Dynamax. Và bây giờ em có thể trở thành dạng Gigatamax rồi. Nhưng mà Charizard thì cấp độ Dynamax chưa có cao giống như là Inteleon đó. Nên bây giờ mình sẽ cho Charizard ăn thêm một ít kẹo Dynamax nha. Kẹo này thì mình có khá là nhiều từ khi mà mình farm những chỗ đánh boss rồi. Đây đây, ăn kẹo em ơi. Sáng sớm cho ăn kẹo ha. Nè, ăn đi. Ăn đi cho mau mạnh lên rồi gánh tem tiếp anh. Hôm qua thì cho em ăn khá là muộn á, thành thử ra chưa có kiểm tra được sức mạnh như thế nào á. Coi coi giờ là gánh tem được chưa. Và sau khi ăn một lúc thì em đã đầy cái thanh Dynamax level rồi. Vậy là sắp gánh tem được rồi đó. Rồi, mình sẽ tạm thời cất cái số kẹo thừa vô trong. Ngoài ra thì hôm nay mình sẽ có một tin vui cũng như là một tin buồn. Tin vui đó chính là nhân vật đặc biệt của chúng ta sắp xuất hiện rồi. Và nhân vật đó có nhiều bạn đã đoán ra được rồi ha. Đó chính là chú Tư á. Nhưng mà tin buồn ở đây là nếu muốn gặp chú Tư thì mình phải đánh bại đệ tử của chú Tư trước. Đệ tử chú Tư thì... cái cả thanh niên đó đó. Thấy vậy thôi chứ đừng có đùa nha. Thanh niên đó cũng đeo vòng Dynamax giống mình á. Kìa, căng phết đấy, không đùa. Và chiến đấu với thanh niên này thì mình sẽ sử dụng đội hình hiện tại luôn á. Ui, không được. Mình chỉ được chọn được một em để Gigatamax thôi à. Vậy mình phải suy nghĩ lại rồi. Vậy là chọn một trong hai thôi. Hôm qua thì Inteleon đã ra chặn nhiều rồi ha. Nên hôm nay mình sẽ nhường sang cho Charizard một bữa đi. Bên cạnh đó thì đưa thêm em nào vô nữa ta? Urshifu hay là Spectre nhờ? Để mình coi coi. À, hoặc là Mewtwo. Vậy là bây giờ mình sẽ sử dụng bộ đôi Zacian, Zamazenta, Mewtwo, Charizard, Rồng Eternatus và Raiden á. Rồi luôn, vô. Đội hình như vậy đi. Và Charizard thì mình sẽ đợi tới gần cuối mình dùng. Kiểu như nhân tố gánh tem kiểu vậy á. Wow wow, mình đang đối đầu với Pokemon đầu tiên của thanh niên đệ tử chú Tư nè. Con Dynamax nữa. Wow, biến thành nguyên cái phiến đá vậy này. Phòng ngự được luôn rồi. Thì ra thanh niên này sẽ biến thành cái miếng đá to đùng luôn để phòng ngự lấy á. Không tấn công được luôn á. Này thì phòng ngự nè. Tấn công Raiden của mình cũng thốn quá cà. Đón nhận cơn thịnh nộ của Raiden đi. Đấy. Đừng có nhờn nha. Hiện tại thì Raiden vẫn đang chiếm ưu thế á. Hy vọng là chiến thắng. Trời. Chưa kịp ra đòn nữa. Chút xíu nữa là gánh tem được rồi. Tiếc quá, không sao không sao. Thành viên tiếp theo mình sẽ chọn đó chính là Mewtwo đi. Mewtwo cũng đã bị Gengar đánh bại ha. Mình chỉ còn có 4 Pokemon thôi. Bên kia còn tới 5 lận. Căng rồi. Giờ thiết được Eternatus đi. Không sao không sao. Nhân tố gánh tem của chúng ta vẫn còn nên không có gì phải vội hết ha. Đó, nó Eternatus đã bắt đầu gánh tem ngược lại rồi nè. Ô, bên kia cũng dùng độc à. Nè, độc cái gì? Độc thì dùng độc luôn. Này thì thích chơi độc hả? Ô, mà không si nhê lắm. Lần này thì đỡ hộ. Ôi, Gengar kéo theo Eternatus của mình luôn rồi. Trời đất, Zamazenta. Tới lượt của em đấy. Bên kia đưa ra Pokemon gì đây? À, thanh niên này chơi cái Pokemon hình chiếc bình nè. Được được. Quýnh nhau với chiếc bình em ơi. Pokemon chiếc bình này có kỹ năng hồi phục kìa. Khó chịu vậy. Hồi rất là nhiều máu luôn. Này 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 này. Chuẩn bị hồi phục nè. Đó. Khó chịu cực. Hình như thanh niên này chuyên về Pokemon hệ ma hay sao á. Nãy giờ hình như toàn là Pokemon hệ ma thôi. Rồi luôn, vì là mấy kỹ năng hệ giác đấu của mình không được dùng rồi. Không có cơ hội thể hiện rồi. Vậy là mình đã có thêm một cái thông tin về thanh niên này rồi ha. Chuyên xài Pokemon hệ ma chứ gì. Được được được. Đây chỉ là kiểu như màn thử sức thôi ha. Một xíu mình sẽ lựa lại đội hình một lần nữa. Không sao hết. Rồi giờ thì tới Zacian nè. Yêu thanh niên này đánh thốn quá à. Rồi Zacian đã trả thù được cho Zamazenta rồi ha. Cái tiếp thanh niên này còn đem cái Pokemon cát ra nè. Lâu đài cát. À, giỡn mặt hả? Này thì lâu đài cát nè. Quýnh cho sập lâu đài cát luôn. Úi,
Cho sốc sốc một phát xả xì anh nằm luôn rồi. Thành viên cuối cùng Charizard. Mình đặt chọn niềm tin vô ẻm đó. Mới vô thì chắc mình sẽ chưa vội kiểu như Gigatamax đâu, cứ tấn công thường trước đi. Chắc em sẽ chịu nổi mà. Ừ, quýnh đầu học đầu suy nhê. Đừng có đùa với Charizard. Rồi, đi vô trong đi thanh niên lâu đài cát này. Đấy, vô trong đây, nhường săn cho thanh niên khác. Ồ, giờ thì tới Pokemon giống như một Golem gì nè, có tên là Golurk ha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ có nên Gigatamax liền không ta? Không, mình nên chừa lại đi một xíu. Không vội ha. Ui, quýnh thôn đây. Không ổn rồi, chắc phải Gigatamax thôi. Gigatamax nè. Đừng có đùa. Đón nhận cơn thịnh nộ của Charizard đi. Giỡn mặt hả? Rồi, tiếp theo là Pokemon. Hình như là cũng là cuối cùng của đệ tử chú Tư đó. Cố lên em ơi. Còn tở là còn gỡ. Chiến thắng. Đây rồi. Này thì đệ tử của chú Tư hả? Biết mồi của Charizard Gigatamax của tôi chưa? Đấy, nhận thú gánh tem của chúng ta đã thể hiện rất là xuất sắc á. Trời, công nhận dạng Gigatamax của em gánh tem hơi bị dữ luôn. Vừa dữ mà vừa ngầu nữa. Quá là đã luôn á. Về kêu chú Tư lại đây lẹ đi. Cậu Trần á, tôi là hơi bị nóng. Tuyệt vời. Rồi, út. Ủa, hình như hôm bữa mình làm xong một cái nhiệm vụ gì mà mình quên nhận thưởng nè. À, nhiệm vụ bắt Pokemon hệ nước á. Rồi cho mình gì? Ok, cho kinh nghiệm thôi à. Yêu, sao toàn cho kinh nghiệm không vậy? Buồn thiệt á. Người ta làm nhiệm vụ cực khổ mà chỉ cho kinh nghiệm thôi, không cho phần thưởng gì khác hết. Để cổ vũ tinh thần người ta. Kỳ cục kẹo à. Rồi, và hôm nay thì ngoài việc đợi chú Tư xuất hiện ra thì mình sẽ tiến hành chế tạo thêm một vài món đồ cần thiết cho cái công việc khám phá của mình á. Mình có đào thêm một ít cái Firestone. Đây, mình sẽ dùng Firestone này chế tạo thành một cái đôi ủng mới ha. Đây, đôi ủng nó công thức khá là rẻ thôi. Và cái ủng này mình thấy nó có một cái cộng thêm khá là hay, đó chính là cộng 50% tốc độ của mình á. Khi mình đeo vô thì chắc là mình sẽ chạy nhanh hơn á. Chính xác rồi, đi vô mình chạy không bị nhanh luôn. Quá đã. Việc chạy nhanh thì sẽ kèm theo một vài tình huống mình té từ trên cao, nên mình sẽ ép cho nó một vài vòng cần thiết ha. Đây, mình sẽ ép cho cái ổng của mình dòng giảm sát thương khi rơi nè. Giảm sát thương khi rơi. Và chậm ổng luôn. Đấy, vậy cho chắc ha. Chứ với cái tính mà hay nhảy nhót của mình thì nên có dòng đó. Còn cái cúp của mình cũng sẽ được thêm dòng hiệu suất nè, để đào nhanh hơn, gia tài để kiếm được nhiều khoáng sản hơn. Và cuối cùng là chậm ổng để dùng lâu hơn. Còn gì nữa không ta? À, cái cánh, đúng rồi. Cái cánh. Cánh của mình gần hư á, nên mình sẽ ép vô cái cánh mình một cái quyển. Ủa, hết chậm hỏng rồi hả? À đây, còn một quyển nè. Sẽ ép vô cái cánh của mình dòng chậm hỏng á, bay cho nó lâu hơn. Còn thêm quyển sải bước dưới nước thì ép cho cái ổn luôn đi. Rồi, giờ là hơi bị đã rồi đó nha. Mọi thứ đều tốt ha. Giờ thì chắc ngủ một giấc đợi chú Tư xuất hiện thôi. A few moments later. Dậy đi ông cháu ơi. Nãy ta có cử đệ tử đến đây để thách đấu cháu, nhưng mà đã bị cháu đánh bại rồi. Tuy chiến thắng không có thuyết phục lắm, nhưng mà không sao, ta sẽ giữ lời hứa giờ đến đây để giúp đỡ cháu. Giờ thì thức dậy và ra ngoài đi. Nhanh cái chân lên. Đi rồi. Đổi thôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội để trao đổi với chú Tư rồi ha. Chủ yếu cái quá trình trao đổi này là để tiến hóa cho một vài Pokemon thôi. Lần trước lúc ở cái vùng nào đó mình quên mất tiêu rồi, mình có bắt được một em có tên là Bodore nè. Cái em này thì khi tiến hóa lên nó sẽ trở thành Gigalix, nhưng mà điều kiện bắt buộc là mình phải cho em trao đổi cơ. Thành thử ra hôm nay thì mình sẽ nhờ chú Tư trao đổi giúp mình em này. Trước mắt là mình muốn tiến hóa em này trước ha. Rồi, đổi thôi. Trời.
Pokemon chú Tư cũng xịn sò quá ha. Rồi, đổi đi. Đó. Vừa qua tay chú Tư phát là em tiến hóa liền nè. Uầy. Đã nha. Và em sẽ trở thành Gigalit. Rất là ngầu luôn. Nhìn đã thiệt sự á. Ồ, và đây là Pokemon của chú Tư này. Một em Blastoise ha. Cái em này thì mình cũng chưa có. Ôi nhìn đã đấy nha. Blastoise thì cũng có khá là nhiều dạng đấy. Để coi coi em có dạng. Này là dạng Mega nè. Wow. Gigatamax nữa. Ngoài dạng Mega thì em còn dạng Gigatamax coi kìa. Dạng Zombie nữa cơ. Nhiều dạng ghê luôn á. Ôi dạng Zombie sao nhìn giống Ninja Gồ vậy trời. Được đấy nha. Vậy là chắc mình phải gắng tìm một em. Em qua tôi này thôi hả. Em này thì xuất hiện ở bờ biển á ta. Được á, sẽ có một vài chuyến khám phá chúng ta đi tìm em này ha. Kiểu như là bắt mấy em Pokemon khởi đầu á. Kiểu kiểu vậy ha. Quá đã luôn, thôi trả lại cho chú Tư nè. Cũng như là mình xin lại cái em Gigalit của mình chứ. Xin lại thôi, xin lại thôi. Đây, Gigalit đây. Em này thì mới cấp 33 thôi, nên chắc cần phải luyện thêm một thời gian nữa để em lên cấp cao cao hơn rồi chúng ta mới dùng tốt được ha. Kỹ năng hiện tại em cũng có được kỹ năng gì đây? Power Gem, Sun Attack đồ ha. Wow, quá trời kỹ năng phòng ngự luôn nè. Iron Defense rồi nè. Được á, vậy là được một em rồi. Đây rồi, mình đã tìm ra được em rồi. Shiny luôn. Mình đi tìm cái em Hunter này. Tại vì khi mà em tiến hóa là em sẽ trở thành Pokemon Rengar. Hồi nãy lúc chiến đấu với đệ tử chú Tư thì chúng ta cũng gặp rồi đó. Đây, Rengar là như vậy nè. Wow, em này tiến hóa là cần phải trao đổi á. Ui, trời trời, đi qua lửa mà không sao luôn kìa. Ghê hả? Được được nha, bắt em này thôi. Vô. Ui, nhưng mà Pokemon hiện tại của mình hơi căng nha, phải lựa thêm Pokemon vô rồi. Đây em này đi. Gotorita nè. Ui đâu rồi? À đây. Tưởng đâu chạy mất rồi chứ. Vô. Chiến đấu nào. Tấn công thử bằng một đòn hệ tâm linh trước. Thấy cái được quá trời máu luôn rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tung bóng chữa ha. Với em này thì mình sẽ ưu tiên Dustborn. Vì đang bắt ở dưới địa ngục á, lượng ánh sáng cũng hơi bị hạn chế nên Dustborn sẽ rất hiệu quả đấy. Rồi. Được luôn. Một phát ăn luôn. Quá đã. Gotorita của mình cũng đã tiến hóa luôn rồi nè. Một công đôi chuyện luôn nha. Được. Gotorita mình tiến hóa sẽ trông như thế nào đây? Uầy. Nhưng mà bây giờ em có nguyên một cái đầm mà nè. Đã ghê ha. Wow. Tuyệt vời. Sẵn tiện có Hunter rồi thì mình sẽ gán đi kiếm thêm coi dưới này mình còn gặp thêm một vài Pokemon nào mới hay không á. Gặp được thì bắt luôn á chứ. Nè vùng này có quá trời Pokemon thể ma luôn nè. Sharp Idol. Trời ơi. Lớn ngớ là mình lọt xuống hồ nhung nham là đi về bằng đường hàng không ấy. Thêm một em mà hồi nãy mình vừa chiến đấu xong luôn. Renegade cũng xuất hiện ở dưới địa ngục hả? Hầu như mấy Pokemon hồi nãy mình gặp khi chiến đấu với đệ tử chú Tư đều gặp ở dưới này nè. Được thật sự nha. Rồi bắt luôn. Úi trời. Em này mạnh. Không đùa, em này mạnh. Phải cẩn thận mới được. Kéo rỉa máu đi. Hay quá. Pokemon của mình đã kéo rỉa được khá là nhiều rồi. Giờ thì vẫn là Dustborn á. Chiến này là cho Dustborn gánh tem luôn. Liệu rằng có gánh tem được hay không? Được hay không? Được luôn. Ui, bữa nay Dustborn gánh hơi bị dữ nha. Rồi vậy là chúng ta có được tới tận 2 Pokemon mới luôn ha. Đã nha. Coi coi còn em nào khúc này không? Hay là đi về nhờ? Ôi. Quên, mình có cánh mà trời, tưởng nào. Giả bộ sợ thôi. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Rồi để chú Tư phải đợi lâu, giờ thì mình sẽ cho Hunter của mình vô trong cái máy trao đổi và tiến hành trao đổi với chú Tư thôi nào. Đây. Bum. Đấy. Em đang tiến hóa kìa. Chuẩn bị nha, bây giờ không có chân đúng không? Nhưng mà khi tiến hóa lên rồi thì
thì em sẽ có chân đó nha, nhìn cái mặt kìa, gian ác chưa. Nhưng mà mạnh á, để mình coi coi em này thì ôi mình không có coi được mấy cái dạng của em à. Wow, vậy thì mình phải đổi lại với chú Tư thôi, cho xin lại chú Tư ơi, cho xin lại em đó đi. Đây, rước em về, rước em về. Tên tên ghen ga. Quá đã. Ghen ga cái dạng, coi kìa cái dạng ghi ra ta mắt của em nè. Thấu điều, em muốn ăn thịt mình luôn ha. Ghê thiệt nha. Được á, Genga chắc 11 có dư mấy cái súp mắt thì mình sẽ cho em Giga ta mắt ha. Thành viên cộng cán ấy. Còn Runner Gigas thì sao? Em này hình như là... À, em không có dạng Giga ta mắt ha. Nhưng mà em vẫn Dynamax được nên không sao đâu. Thôi, nói chung thì bữa nay có chú Tư giúp mình tiến hóa một vài Pokemon cũng khá là vui ha. Vậy thì chắc bữa nay mình sẽ luyện luôn cho Genga đi. Với Gigalith đâu nè, để mai mốt nhỏ mà có Gigatamax đồ á, cũng có cấp cao cao của gánh tem đồ chứ. Quá là hợp lý luôn. Nhưng mà vừa luyện cấp thì chúng ta sẽ vừa đi tìm cái tòa tháp bóng tối nha. Hôm qua gặp được tòa tháp rồi nhưng mà tiếc là tòa tháp nước nữa cơ. Cay thiệt. Nên hôm nay nhỏ mà hên biết đâu mình lại gặp được tòa tháp luôn bóng tối thì mình sẽ tiến hóa luôn cho cấp phù ha. À mà khoan. Quên nữa. Mình quên vụ mình phải chế tạo thêm bóng chứa thôi. Vì hiện tại mình đã gần hết số lượng Ultra Ball rồi, mình còn có 3 quả thôi à. Nên mình muốn làm thêm một ít cái Ultra Ball cái đã. Đây. Làm thêm Ultra Ball mới được. Thêm được một ít nè. Ngoài ra thì mình sẽ làm thêm một chút Fast Ball. Hết Fast Ball nữa ta. Đây còn. Đó, lượng bóng chứa của mình bây giờ là hơi bị nhiều rồi. Là tự tin để đi bắt thêm Pokemon mới rồi đó. Ultra Ball thì chủ yếu là mình bắt mấy em trong cái chỗ đánh boss thôi. Còn Fast Ball thì sẽ ưu tiên bắt mấy em Legendary có chỉ số tốc độ cao ha. Đó là kế hoạch của mình. Còn gặp được mấy em đó hay không là một câu chuyện khác nữa. Bữa nay thì chắc mình sẽ đi về hướng mặt trời lặn đi. Hôm qua đi về hướng mặt trời mọc rồi, nay đi về hướng mặt trời lặn ha. Ui đây là Pokemon gì? Ui sao nhìn quen. Ủa chả nhẽ là đây là rồi luôn, cái tướng này là chỉ có Tyrantrum thôi. Em ơi là em. Em này thì chắc mình sẽ bắt bằng Heavy Ball á, nhưng mà để mình vô mình mình quýnh với em á. Mình cũng có em Tyrantrum đây nè. Lần này thì chắc mình sẽ cho Charizard đánh đi. Vô. Tyrantrum nằm sao? Trời đất ơi. Biết ngay mà. Cái tướng này không lệch đi đâu được. Rồi, xử Tyrantrum luôn ha. Rồi, Charizard cũng ghi Gigatamax luôn. Để coi. Tyrantrum có vẻ khá là trâu đấy. Trâu thì đánh lâu cũng sẽ ngủm thôi em ơi. Đón nhận sức mạnh của Charizard đi. Ui, đánh một hồi em lên đột cây em đứng luôn rồi kìa. Bị trọng thương hết rồi kìa. Hiện tại vẫn có mỗi Charizard là còn khỏe nhất ha. Rồi, chiến thắng rồi. Yay. Và chúng ta sẽ bắt Tyrantrum thôi. Ui. Hồi hộp quá à. Heavy Ball đâu? Đây, Heavy Ball đây. Liệu rằng với boss 5 sao thì chúng ta có bắt được hay không? Hai. Oh my god. Mình bắt được boss 5 sao. Hên vậy, hôm nay mình nhân phẩm rồi. Tyrantrum đây. Tyrantrum mình mới bắt được nè. Mình sẽ coi em được bao nhiêu rồi. Em đầy cái thanh Dynamax level luôn. Dữ dằn dởn vậy. Đó là lý do mà mình bắt những cái em Pokemon trong mấy cái chỗ đánh boss á, thường là sẽ mạnh hơn á. Tại vì em đã ăn sẵn mấy cái kẹo Dynamax rồi. Mình Dynamax lên là dùng thôi à. Quá dữ luôn. Chắc số mình hơi nhỏ rồi. Mình đợi gần cả đêm luôn á. Nhưng mà cái vùng này không có xuất hiện em Legendary nào hết. Ồ, chỉ gặp đúng cái em Tyrantrum hồi nãy thôi. Chắc đổi cánh gừng đi ha. Qua bên cánh gừng gỗ sồi sẫm đi. Cánh gừng gỗ sồi sẫm cũng nhiều khi gặp được Necroma á. Biết đâu bất ngờ. A few moments later.
Trời, hồi phục ghê ơi. Kìa, siêu hồi phục luôn á. Em boss này siêu hồi phục. Này thì hồi phục hả? Này thì hồi phục nè. Dám hồi phục hả? Rồi, với em này thì chắc mình sẽ dùng... Em này hệ lá chứ không phải hệ bọ, khó nha. Hệ lá chắc vẫn dùng Ultra Ball thôi. Rồi, thử coi. Ôi, fail rồi. Sukana vậy. 5 sao bắt được mà 3 sao bắt tặc lắc luôn. Buồn hay chứ. Ăn cái này cho đỡ buồn đi. Ăn cái này nữa. Ăn vô. Khi buồn thì chúng ta nên ăn ha. Ăn vô là sẽ... Tuy không đỡ buồn hơn đâu nhưng mà ăn vô nó no. Đùa. Rồi gần đây có làng luôn các thứ nè. Làng thì coi. Nhà chị bán đồ không biết sẽ bán mình cái gì ta. Lâu rồi mình chưa check á. Thử coi. Bữa nay bán cho mình... mấy đồ này thì... Hillborn. Cái quả bóng này mình bắt xong là em Pokemon sẽ tự được chữa thương luôn á. Nếu như mình đánh dữ quá. Được. Cái này mình mua tầm... 10 quả đi. Mua ủng hộ nha. Tại trong chị bán này... Chị bán đồ này khá là dễ thương nên mình mua ủng hộ. Rồi. Sẵn tiện xíu mình test thử luôn. Đây là Pokemon gì đây? Nhìn cái tướng này sao giống... cao cao vậy. Wow, hệ bọ vậy. Ủa gì hệ đá vậy, hệ nước. 4 sao hả? Bây giờ chắc phải cần tới em Inteleon rồi. Này mình sẽ cho Inteleon ra trận một xíu ha. Vô. Để coi em này em nào nha. Nhìn lạ lắm. À em này tên là Kabutops. Ui, là Pokemon kiểu như hóa thạch á. Được đấy. Nhưng mà mình sẽ tấn công em trước. Để coi chúng ta sẽ để được bao nhiêu máu của Kabutops đây. Nửa cây máu. Quá là nhiều so với một em boss 4 sao rồi. Gánh tem đi. Intel lên. Rồi gánh tem thành công. Liệu rằng chúng ta có bắt được Kabutops hay không đây. Đây là một Pokemon kiểu như hóa thạch á. Nếu như mình bắt được thì quá là tuyệt vời luôn. Còn không thì chịu khó mới mốt đi đào hóa thạch kiếm ẻm thôi chứ sao giờ. Với em này thì ẻm không có hề bọ. Nên vẫn sẽ là Ultra Ball ha. Mình sẽ tin dùng Ultra Ball thêm một lần nữa. Nói chung thì nhân phẩm thôi. Hên xui ha. Có duyên thì chắc chắn thì ẻm sẽ về đội của mình thôi. Có được không? Chúng ta có duyên với em Kabutops nè. Em chịu về đội của mình luôn. Ôi. Hôm nay quá là một ngày tuyệt vời. Đây em đây. Đã nha. Vậy là hôm nay mình bắt được tới tận 2 Pokemon. Kiểu như là hóa cổ xưa đó. Kabutops mình sẽ cho em đeo cọng dây chuyền này để tăng sức mạnh kỹ năng hệ nước lên ha. Ghê. Nè em nè. Ngầu ghê ha. Đây. Chuyện đấy. Còn về Dynamax của em thì sao? Ui, cấp độ Dynamax của em là gần full nha. Em còn 2 cái nữa thôi là full rồi. Được đó. Lập nhân phẩm, bữa nay là lập nhân phẩm rồi. Nhưng mà có một vấn đề là em này... chạy rất là chậm luôn. Em chạy được 2-3 bước, em dừng, em nghỉ mệt xong em mới chạy tiếp. Gì kỳ vậy? Em này không thích hợp để cưỡi rồi. Em này thích hợp để chiến đấu thôi chứ không thích hợp để cưỡi đâu. Sao em này có hình dạng lạ vậy? Pyro này hình như em này là giống cái thì phải. Tại vì cái bồm mình thấy không giống em này cho lắm. Wow, được nha. Để mình sẽ thử cho Kabutops vô chiến đấu thử coi. Với lại thu phục em này luôn. Quả tóc này hơi chất đấy. Đừng đùa. Rồi, thêm một hit nữa ha. Rồi chúng ta sẽ bắt em sau. Xong, kéo rỉa thành công rồi. Kabutops kéo rỉa cũng rất là tốt á. Giờ thì thu phục em bằng một quả... Quả gì ta? Hillborn nha. Thử đi. Mình sẽ thử Hillborn coi công dụng chữa thương của nó sau khi thu phục sẽ như thế nào ha. Ui, nhưng mà không biết tỷ lệ bắt của Hillborn như thế nào đây. Lần đầu dùng. Thử coi. Được không?
Ui trời trời ơi xích được. Ui cái Hillborn này tỷ lệ bắt thấp lắm. Mình bắt mãi mà không được này. Rồi rồi hình như lần này được rồi. Vậy mình biết sao em này khác rồi. Em là dạng giống cái á, female form này. Bảo sao cái bồn của em hơi lạ. Rồi cho em ăn cục kẹo luôn nè. Mình tính xuống đây để đào thêm hóa thạch, nhưng mà vô tình phát hiện được cái em Raren E nè. Lần trước thì mình gặp em này mình không có bắt, mà mình chỉ farm để lấy cái orb á. Lần này thì mình sẽ không bỏ qua cho Raren E đâu, bắt luôn. Rồi 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 rồi, mình đã phone sweep thành công rồi. Nên giờ chúng ta sẽ tung bóng chứa để bắt em ha. Em này thì chắc dùng deep bond hợp lý nè. Thử xem deep bond có được hay không. Ý, có vẻ là lần đầu dùng deep bond được luôn. Hay quá. được, hợp lý. Đó, giờ thì mình sẽ tiếp tục đào hóa thạch thôi. Đâu rồi, cái hóa thạch, đây. Nãy mình thấy cái hóa thạch nhảy xuống lìa lìa luôn. Cái gì? Hóa thạch mình có thể dùng cúp gia tài để đào ra một lần được nhiều loại à? Oh my god, chiến này giàu to rồi. Đây, dưới này mình thấy còn nhiều lắm. Nè, đằng kia kìa. Xuống, Kiri ơi. Đào một lần mà ra đâu 3-4 hóa thạch luôn. Cô cơ. Tha hồ về nhà mà ha, kiểu như làm sạch luôn á. Rồi, đi tiếp. Đấy, cởi Kiri xong cứ thoải mái đi tìm thôi. Đây nè, bên đây cũng có nữa nè. Đấy, xuống. Mình đào tầm 3 cái hóa thạch thôi là được cả đống luôn. Hết thiệt sự á. Còn gặp boss hay sao nè? Ai cha cha. Boss đúng không vậy? Ủa cái này là boss hay là Pokemon thường á? Đâu thử coi, khiêu chiến coi. Ôi cấp trăm mấy lận, cấp trăm mấy gì là boss rồi. Ok, boss thì xúc boss luôn. Ngại gì dứt bẩn. Đây nó mắc cho Katana nè. Một đòn thôi, kéo gần hết cây máu luôn. Nhưng mà Pokemon này hồi phục hơi ghê nha. Tiếp tục tấn công. Rồi, 1% máu. Oh man. Thôi, kết thúc thôi, để chúng ta còn loot đồ nữa. Và cho mình một cái Toxic Blade á, với một ít đồ. Bữa nay tuy không có gặp được ngôi đền cho cúp phu á, nhưng mà ít ra thì cũng có thêm hóa thạch mới. Kệ, có gì mới cũng đỡ buồn á. Số hóa thạch mới này thì mình sẽ bắt đầu cho vô cái hệ thống làm sạch trước đi. Cái này có rồi đúng không? Cất vô trong. Tiếp tục. Rồi, hai cái đầu tiên đã được làm sạch đây nè. Tiếp theo là hai cái này. Hai cái kế tiếp cũng đã xong rồi. Giờ thì mình sẽ cho những cái cuối cùng vô trong ha. Để coi. Toàn bộ số hóa thạch mình tìm được trong ngày hôm nay là những hóa thạch gì nào? Đầu tiên là hóa thạch Greg. Oh. Cái này lạ nha. Lần trước là hóa thạch Dino, bây giờ là hóa thạch Greg nè. Hai cái này là chắc sẽ liên quan đến nhau nào, mình sẽ bỏ vô chung một chỗ ha. Bên đây là hóa thạch của Anorith. Một Pokemon mới. Được. Hóa thạch của Sheldon. Lại là thêm một Pokemon mới luôn. Dino có rồi, bỏ vô đây. Bây giờ là hóa thạch của Tiatoga. Ui, bữa nay là có tới 3 hóa thạch mới của Pokemon mới luôn nè. Ở đây là của Aerodacty thì bị trùng rồi. Ui, như vậy tính ra bữa nay mình đào hóa thạch cũng hên phết đấy. Toàn là ra hóa thạch, mẫu hóa thạch mới thôi. Tiềm năng, mới mốt chúng ta sẽ cố gắng sử dụng những cái mẫu hóa thạch đó để tạo ra những em Pokemon mới ha. Hơi bị hấp dẫn đó nha. Và tóm tắt trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thành công trao đổi với chú Từ và tiến hóa được một mớ Pokemon. Trong đó bao gồm là Gengar nè, cũng như là Gigalith ha. Đồng thời thì mình cũng cùng với Charizard Gigatamax đi quẩy rất là dở ở những cái cánh rừng Mega Taiga. Và chúng ta còn chiến thắng và bắt được rất là nhiều những Pokemon có chỉ số Dynamax level cao cơ. Tiêu biểu như là em này. Ta nói nó đã gì đâu á. Hy vọng là sắp tới mình bắt Pokemon vẫn sẽ may mắn như vậy nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi may mắn ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm thực hiện được những cái kế hoạch còn dang dở ha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.